Và chúng ta thấy đó là hôm nay là một ngày mà rất là sôi động theo nhiều cái góc cạnh. Chúng ta nhìn vào tài liệu liên quan đến cái số lượng lệnh future đi. Thì đương nhiên chúng ta nhìn vào đây là cái tài liệu tính theo giờ đó. Thì thường zoom vào các bạn thấy được là ngày hôm nay sau khi mà chúng ta thấy được là cái số lượng lệnh future Ngày hôm qua thường chia sẻ với các bạn đó đạt được cái mức cao ngang hàng với cái thời điểm là tháng 4 của năm nay thì sau đó các bạn thấy được là cái số lượng lệnh future hôm nay à, đã có cái phần là đi trở xuống đương nhiên chúng ta có một số lượng lệnh bị thanh lý nhưng mà nhìn chung đó các bạn thấy được cái lệnh future bây giờ vẫn còn khá là cao chứ không phải là thấp lắm đâu cái hiện tượng chúng ta thấy đó là có một số lượng lệnh long bị thanh lý nhưng mà vẫn chưa đến nỗi gọi là cái hiện tượng là long squeeze lớn các bạn thấy được trong vòng 24 giờ tổng cộng là có 429 triệu đô la lệnh futures bị thanh lý con số này đó Tuy các bạn thấy là nhiều nhưng mà khi mà nói nhiều đó là con số này phải nhân gấp 2, gấp 3 lần thì mới gọi là nhiều. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn khá là nhiều lệnh futures ở trên sàn. Nhưng mà chúng ta thấy được đã nguội là một ít và chúng ta thấy được là tình hình liên quan tới funding rate. Cái phí qua đêm đó thì cũng nguội lại. Như các bạn thấy được là cái đường màu xanh này đã giảm xuống có nghĩa là chúng ta thấy được là một số trader họ đã không có cái sự lạc quan như là ngày hôm qua sau khi mà chúng ta thấy được giá cả điều chỉnh và cái hiện tượng đó các bạn thấy được là hôm nay khi mà chúng ta nhìn riêng đi nhìn riêng cái số lượng bitcoin đẩy lên trên sàn và cái số lượng rút ra thì các bạn thấy được là có một khoảng thời gian đây là tính theo giờ có một giờ đó chính là 7 giờ thì chúng ta thấy được là đột ngột có rất là nhiều bitcoin đẩy lên trên sàn chúng ta thấy được là có tới là 18,6 ngàn bitcoin đẩy lên trên sàn đó là tính ngày hôm nay thôi đột ngột trong một giờ có rất nhiều bịch khôi đẩy lên trên sàn nhưng mà cũng có thời điểm mà chúng ta thấy được là gần thời điểm đó đó cái lúc mà họ đẩy lên đó, các bạn thấy được là lúc này là khoảng chừng là 7 giờ sáng sau đó chúng ta thấy được là cách đó khoảng chừng một tiếng đồng hồ thì lại có cái số lượng là 19.000 Bitcoin rời khỏi sàn có nghĩa là chúng ta thấy được là tổng số lượng nạp vào và rút ra đó các bạn sẽ thấy được là chúng ta nhìn vào tình hình ngày hôm nay đó thì có một cái hiện tượng là có nhiều Bitcoin đẩy lên trên sàn rồi sau đó lại có nhiều Bitcoin ra khỏi sàn thì điều này có nghĩa là sao có nghĩa là có phải là cái số lượng Bitcoin nó đẩy lên trên sàn sau đó rồi lại được thu mua bởi những người khác rồi họ lại lấy Bitcoin ra sàn hay không thuận thì thấy cái gì đó cũng không có hợp lý lắm ở đây tại vì các bạn thấy được là trong thời gian là hai tiếng thôi tiếng đầu tiên đẩy lên sau đó tới thứ nhì rút ra đây là tổng hợp đẩy vào và rút ra ngày hôm nay thì trong vòng hai tiếng đồng hồ thôi thường không nghĩ là mọi người nếu như mà thật sự là họ mua số nữ bitcoin như vậy họ lại mua cùng một lúc và lại rút ra khỏi sàn cùng một lúc thì có nhiều người nghĩ là đây có thể là một trong những cái chiến lược mà những cá voi thường hay thích sử dụng là họ đẩy nhiều bitcoin lên trên sàn để mà hù mọi người sau đó mọi người lo sợ họ rút ra khỏi sàn ngay sau đó chứ không phải là để bán đây là điều mà thuận muốn chia sẻ với các bạn tình hình ngày hôm nay là như vậy và các bạn thấy được là kết thúc ngày hôm nay đó chúng ta vẫn có thể tiếp tục thấy cái tình hình là cái số lượng bitcoin rút ra vẫn có thể nhiều hơn là nạp vào mặc dù là giá cả ngày hôm nay đó là cái hiện tượng là giá cả có, có sự điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh là điều mà chúng ta cũng đã nói tới mấy ngày hôm nay điều chỉnh nó hoàn toàn là một chuyện cần thiết để tất cả đều có thể ngồi lại một chút trước khi chúng ta có cái sự tăng trưởng bền vững hơn đây là điều mà thường muốn nói với các bạn thì các bạn thấy được là chúng ta tính theo ngày đi thì trên căn bản đó các bạn thì rồi 4 ngày liên tục không tính ngày hôm nay hôm nay vẫn chưa kết thúc cái tài liệu của crypto khoan thì không tính ngày hôm nay 4 ngày liên tục giá cả tăng nhưng mà chúng ta hiện tượng là cái số lượng bitcoin rời khỏi nhiều hơn là nạp vào và hiện bây giờ đó chúng ta thấy được là tình hình có rất là nhiều người ở cái mức giá bitcoin hơn 60.000 đô khi chúng ta nhận được nhiều cái thông tin lớn liên quan tới là ngân hàng này hỗ trợ công ty đầu tư kia hỗ trợ công ty này lưu trữ bitcoin quốc gia kia lưu trữ bitcoin chúng ta thấy là đã có sản phẩm bitcoin ETF trên sàn thì bây giờ càng ngày càng nhiều người nhận được là mình không có đủ bitcoin các bạn thấy được là chúng ta có rất là nhiều người bây giờ rất muốn mua bitcoin và họ có thể là không muốn mua ở mức giá này không muốn mua ở mức giá thấp hơn như là chúng ta thấy được là hôm nay đó đây là bài báo trên CNBC thì Peter Thiel Peter Thiel, như bạn có thể biết, đây là một nhà đầu tư trong những công ty như là công ty Facebook, PayPal, Palantir là một trong những người mà chăm vốn đầu tư cho những công ty lớn liên quan đến công nghệ mà trở thành rất thành công thì Peter Thiel đã từ lâu là một người ủng hộ Bitcoin nhưng mà Peter Thiel đã nói là hôm nay nhận ra được đó là ông ta đầu tư không đủ vào Bitcoin ông ta không nói rõ là hiện bây giờ đã tỷ phú Peter Thiel là ông ta có bao nhiêu Bitcoin hiện bây giờ nhưng mà chỉ nói là không đủ mà thôi nhưng mà các bạn thấy được là không chỉ là Peter Thiel chúng ta thấy được là gần đây có những người như là chúng ta thấy được là Jack Dorsey của Twitter hay là Elon Musk của Tesla vẫn là những người mà nổi tiếng các bạn nghĩ sao về họ cũng không quan trọng điều các bạn nên hiểu là họ là những người nổi tiếng mà có rất nhiều người tôn sùng và có rất nhiều người quan tâm đến những người này vẫn tiếp tục ủng hộ crypto và bitcoin và chúng ta thấy đó là Peter Thiel nói thêm là ở cái mức giá là khoảng 60 ngàn thì Peter Thiel không biết là có mua mức giá này hay không thì có nghĩa là chúng ta thấy được là Peter Thiel muốn mua thêm Bitcoin nhưng mà chỉ không biết là muốn mua thêm ở mức giá này hay là không cho nên cái mà chúng ta thấy đó là có rất là nhiều người đang dòm ngó thị trường này rất nhiều người muốn tích lũy thêm thường sẽ chia sẻ thêm một số những cái suy nghĩ của thần liên quan tới những cái vấn đề này các bạn thấy là ngày hôm nay thì như mà nào mà sống ở Houston, Texas thì các bạn thấy được là cái quỷ về hưu cho những người mà lính chưa lựa của Houston ngày hôm nay là đã đầu tư vào Bitcoin và Ethereum tổng cộng là 25 triệu con số này tuy là so với những con số trước đây chúng ta nói tới những công ty khác đó thì không có nhiều nhưng mà ít ra các bạn thấy được là cái là cái quỹ đầu tư lương hưu của Hoa Kỳ đầu tiên mà chúng ta thấy được là lên tiếng nói là lưu trữ Bitcoin và Ethereum quỹ này hiện bây giờ đó là đang lưu trữ tổng cộng là 4 tỷ đô la họ quản lý khi mà họ phỏng vấn với lại đại Bloomberg và tại sao họ lại mua bitcoin và ethereum? các bạn thấy được là câu chuyện bây giờ hầu như là ngược trở lại. trước đây đó thì mọi người nói là bitcoin và ethereum nên là những cái công cụ đầu cơ à, người ta mua để làm giàu mà thôi chứ không phải là người ta mua làm gì hết. nhưng mà bây giờ đó thì này nó ngược lại là một cái quỹ đầu tư cần phải có bitcoin hay là premium để làm gì để cho đa dạng hóa để mà giảm cái rủi ro trong quỹ đầu tư đó chứ không phải là tăng thêm đây là một điều các bạn cảm thấy là rất là ngược đời cách đây không lâu bitcoin là một công cụ đầu cơ bây giờ bitcoin là công cụ để mà quản lý rủi ro trong danh mục đầu tư các bạn có thấy mắc cười hay không đây là cái vấn đề mà chúng ta đang chứng kiến hiện bây giờ và thêm vào đó nữa các bạn thì được là một công ty đầu tư lớn khác chúng ta cũng vừa nói tới cái công ty pimco là cái công ty mà chúng ta thấy là chuyên về đầu tư vào trái phiếu đó cũng nói là họ sẽ bắt đầu mua thêm và đầu tư thêm vào crypto, vào bitcoin và sẽ có những cái sản phẩm liên quan crypto và bitcoin. Hôm nay chúng ta lại nghe nói tới một công ty đầu tư khác nữa cũng là ngang hàng các bạn đều là công ty Capital Group là một công ty đó mà đã tồn tại 90 năm trong thị trường tài chính đây là một cái con số rất là kinh khủng tại vì các bạn thấy thị trường tài chính đó, thì không có mấy công ty mà tồn tại hơn 90 năm đâu và công ty này quản lý 2,6 nghìn tỷ đô la và bây giờ đó công ty này nghĩ là Bitcoin là một cái loại tài sản chúng ta cực kỳ cần phải quan tâm đó chính là công ty Capital Group đã nói ngày hôm nay khi mà nhắc tới Bitcoin các bạn thấy được tin thì bây giờ đó rất nhiều người đang quan tâm đến Bitcoin và một trong những cái điều khác nữa chúng ta thấy là cái số lượng tiền đẩy vào trong thị trường này đó đây là cái tài liệu của tuần này mỗi tuần chúng ta đều nói tới tài liệu của CoinShare con share đó thì mỗi một tuần họ sẽ thống kê cái số lượng tiền đẩy vào trong thị trường này đến từ những cái quỹ đầu tư. Trong đó chúng ta có quỹ đầu tư của Trayscale, uh, con share XBT, Coin Physical, 3iQ, Purpose, 21 share, ETC Group, Bitwise và một số những công ty khác. Thì các bạn thấy được là tình hình là những quỹ đầu tư họ đã bullish trước nhiều người rồi. Các bạn thấy được là mỗi thanh này một tuần thì một tuần, hai tuần, ba tuần, bốn tuần, năm tuần, sáu tuần, bảy tuần, tám tuần. 9 tuần trước có nghĩa là chúng ta thì được là hơn 2 tháng một tuần trước đây thì những quỹ đầu tư này họ đã bullish hơn rồi tôi đã chia sẻ với các bạn rất nhiều những thông tin mỗi tuần liên quan đến những cái thống kê này họ bearish thời điểm là một tuần hai tuần ba tuần bốn tuần năm tuần sáu tuần trước đó rồi sau đó đột ngột đó là cách đây khoảng chừng chín tuần họ lại đột ngột thấy là chúng ta có một số lượng tiền đẩy vào những cái quỹ này các bạn thấy được là liên tục có số lượng tiền và cái tuần mới vừa rồi đó chúng ta thấy được là có thêm 80 triệu được đẩy vào trong thị trường crypto thông qua những cái quỹ này và trong cái số lượng 80 triệu này đó chúng ta sẽ thấy được là cái phần lớn vẫn tiếp tục là đẩy vào trong Bitcoin là 69,6 triệu để vào trong Bitcoin Ethereum thì coi như là cũng không có sự khác biệt nhiều à, uh, Solana cũng không sẽ bị nhiều Nhưng mà các bạn thấy được là chúng ta thấy là Cardano Thì có thêm 2,7 triệu nạp vào Polkadot thì có 3,6 triệu nạp vào Nhiều người đó thì khi mà thường chia sẻ đó Nhiều bạn sẽ nói là những con số này giống như là 20 triệu, 80 triệu rồi có nhầm nhòi gì đâu Thị trường này quá lớn cái khác biệt đó là đây là cái số lượng tiền đẩy vào trong thị trường. Vốn hóa là một cách tính. Các bạn lấy cái uh, giá trị hiện bây giờ nhân cho bao nhiêu đồng trên thị trường mà thôi. Đó là vốn hóa. Còn tiền đẩy vào đó nó sẽ có cái À, hiệu ứng lớn hơn rất nhiều cho nên nhiều người nói là chỉ cần là mấy chục triệu thôi đã có thể là giao động được thị trường tài chính rồi tại vì vốn hóa là khác còn chúng ta thấy được là tiền đẩy vào là khác nữa nhưng mà đây là hàng tuần các bạn thấy được là tổng số lượng tiền mà được à, những cái quỹ này đó thì bây giờ họ đang lưu trữ là rất là lớn như là các bạn thấy được tính theo là 50 tỷ cho Bitcoin, Ethereum mà tới 16,8 tỷ lần đây là cái tài liệu như quỹ đầu tư cho nên cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn đây đó là các bạn thấy được là tình hình bây giờ đó dựa theo thông tin thì rất có nhiều người họ muốn mua bitcoin được crypto ở thời điểm hiện tại và tại sao lại chia sẻ thông tin này với các bạn thì thường chia sẻ thêm thì hiện bây giờ đó các bạn thấy được là lý do thì có nhiều lý do lắm các bạn thấy là bây giờ đã có rất nhiều những cái công ty chúng ta thấy được là đã mấy tháng nay những công ty như là Uh, Michael Strategy thì uh, họ bị cười làm thu mua Bitcoin và Bitcoin điều chỉnh mạnh thời điểm là từ 65.000 xuống còn 29.000 đó. Uh, công ty Tesla cũng vậy, công ty Square cũng vậy. Nhưng mà các bạn thấy là bây giờ nhìn lại ở mức giá ngày hôm nay đó, thì công ty Michael Strategy họ bỏ ra 3,1 tỷ đô la để mà thu mua Bitcoin. Bây giờ, cái số lượng đó đã lên tới 7,1 tỷ đô la rồi. Họ đã nhân 2,2 lần. 2,2 lần mà họ lời tới là 3, mấy tỷ đô la. Các bạn có biết là một công ty bình thường đó, họ có thu nhập bao nhiêu năm? Thu nhập có nghĩa là họ thu nhập vào, họ trừ ra những cái uh, chi tiêu đó, thì cái thu nhập còn lại của họ bao nhiêu năm mới đạt được con số 3, mấy tỷ hay không? Các bạn cứ nghĩ đi. Công ty Tesla, tuy họ đã bán 10%, trong quý 1 của năm nay họ vẫn bây giờ đang có lời là bây giờ cái số lượng 1,5 tỷ đó tuy đã bán 10% rồi họ vẫn còn con số là 2,6 tỷ đô la tính theo cái thống kê này của Bitcoin Treasury những con số này là tỷ à, các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào công ty Square đi công ty Square cũng là của Jack Dorsey chủ của công ty Twitter thì công ty Square đầu tư là 220 triệu Thì các bạn thấy được là con số đó bây giờ là 499 triệu rồi Các bạn có thấy được đó là đây là những cái con số rất là lớn và khi mình nhìn vào con số này đó thì những công ty họ sẽ bị áp lực đến từ cổ đông tại sao mà công ty của chúng ta lại không lưu trữ crypto và bitcoin cho nên các bạn được là cái lực đến từ cái sức ép đó nó không thể mà coi nhẹ được nhất là khi chúng ta thì được giá bitcoin lên cái mức này đó lại càng có nhiều người hứng thú thêm nhiều bạn sẽ nói là những công ty họ sẽ hứng thú mua với cái mức thấp không phải đâu những công ty đó thì họ lúc nào cũng lựa chọn có sự an toàn khi mà một loại tài sản đủ lớn đủ tính thanh thoảng và một loại tài sản mà được nhiều người công nhận đã có sản phẩm trên sàn của chứng khoán như là bitcoin etf họ lại càng quan tâm hơn cho nên nếu như nói là bitcoin etf là cái lý do tại sao mà giá bitcoin tăng mạnh thì cũng là một phần mà thôi trước khi mà có bitcoin etf giá đã tăng rồi cái mà thường muốn nói với các bạn đây là bitcoin etf là một trong những cái lý do tiếp tục đẩy bitcoin tăng trưởng trở lên thì một số bạn cũng để lại comment ở dưới những cái video đó hỏi thường là tại sao những công ty như là Tesla hay là MicroStrategy lại có thể là tự đi mua Bitcoin nhưng mà những công ty khác đó họ lại phải chờ để có quỹ đầu tư Bitcoin ETF thông qua họ mới đầu tư được. Sự khác biệt ở đây đó là những công ty này đó họ mua Bitcoin để họ tự lưu trữ cho công ty của họ hoàn toàn hợp pháp. Những công ty khác đó họ mua Bitcoin để cho họ có thể là quản lý tài sản và cái số lượng tiền mà họ dùng để mua đó là của khách hàng có nghĩa là những công ty đầu tư đó họ mua Bitcoin để cho khách hàng của họ và họ quản lý để mà lấy phí đó thì họ không thể mua Bitcoin trực tiếp được tại vì Bitcoin không phải là chứng khoán mà họ phải chờ một cái công cụ chứng khoán đó chính là Bitcoin ETF cho nên những quý đầu tư họ cần phải chờ đợi để có được Bitcoin ETF chứ không thể tự đi thu mua Bitcoin được những công ty mà mua để vào ngân sách của họ thì hoàn toàn là có thể đây là thông tin uh, liên quan đến uh, cái số lượng người bây giờ mà thường đang nhìn thấy được là rất là muốn tham gia vào trong thị trường này